Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với khóa học React JS cho người mới bắt đầu Và trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau làm một cái phần đó là hỗ trợ bấm cái nút bác ở trên trình duyệt nha Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi Rồi, ở video trước mình đã làm được cái chuyện là đồng bộ cái trạng thái, uh, cái filter của mình lên trên cái URL rồi Vì ở video này, mình với các bạn sẽ uh, làm một cái, uh, gọi là có một cái vấn đề đó bây giờ, ví dụ như mình đang trên Tiki đúng không? Mình khi mình bấm nút bác một cái, các bạn thấy là cái filter nó sẽ thay đổi và cái dữ liệu đó sẽ được lót lại theo đúng cái filter đấy à nút back đó mình thấy không tức là mình bấm cái nút back này nè được chưa đi lại đây lại, cái đấy khi bấm nút back này tức là khi mà mỗi lần URL này thay đổi là nó tự động lấy lại cái dữ liệu mới ha còn một trường hợp của mình <laughs> ví dụ mình bấm cái này mình bấm cái này mình đổi rồi đã qua đổi qua đó lại các bạn ha đi mà bấm nút back nha các bạn thấy là cái URL nó có thay đổi tuy nhiên dữ liệu của mình có đổi không không dữ liệu của mình không đổi nó vẫn như vậy đó nó cứ đứng im chờ chơi như củi gì đó thì điều này nó uh, chưa hợp lý lắm thì bây giờ mình sẽ hỗ trợ luôn ha tức là bây giờ hỗ trợ làm sao để người ta bấm nút bát này nè thì URL này thay đổi là đúng rồi đó nhưng mà dữ liệu này nó cũng phải thay đổi theo luôn ha rồi thì trước khi làm mình phân tích chút xíu thì rõ ràng là ở đây uh... cho nó to chút xíu coi rồi thì ở đây á các anh thấy là lúc này hiện tại cái code logic của mình là gì mỗi mình có một cái state filters và mỗi lần À, cái filter đó thay đổi, mình sẽ đi fetch lại cái list dữ liệu này. À, tuy nhiên, à, ở đây á, có vẻ như là nó không phải phụ thuộc vào filter, <laughs> mà nó phụ thuộc vào cái à, cái query params này, cái cái uh, cái gọi là cái này gọi là cái mình gọi là query params ha các bạn ha. Thì mỗi lần cái query params này thay đổi, hay nói cái khác là cái chuỗi search ở trên cái url á, mỗi lần cái query params này thay đổi thì mình sẽ đi fetch lại cái list dữ liệu này oh. <laughs> hơi khác nha cái hồi nãy á, lúc hiện tại của mình là phụ thuộc vào cái state filter nhưng mà rõ đây các bạn thấy không? hiện tại cái state filter nó không có aware được cái chuyện là cái thằng UM này thay đổi à. cho nên bây giờ mình sẽ phải đổi lại chút xíu à, đổi mà set lại chút xíu à thật ra là mỗi lần query params này thay đổi thì tôi sẽ fetch lại cái list dữ liệu này và mỗi lần những cái filter này thay đổi thì bản chất là tôi không update vô cái stay filter nữa tôi không cần update vô stay filter nữa mà tôi chỉ cần à, thay đổi cái query params này à, như vậy mình sẽ cần làm hai chuyện một mỗi lần thay đổi bạn sẽ phải thay đổi cái query params này tức là mỗi lần một lần cái filter thay đổi á bạn sẽ thay đổi cái feel, cái query params này là chuyện thứ nhất chuyện số 2 là mỗi lần cái query params này thay đổi thì bạn sẽ phải đi fetch lại cái list dữ liệu từ chưa, mình sẽ update cái code hiện tại là chút xíu ha Tại hiện tại hiện tại là cái list này nó sẽ phụ thuộc vào cái, cái state filter Mà bây giờ nó sẽ không còn đúng nữa ha Bây giờ mình sẽ update chút xíu cho bạn thấy ha Và cái list page này, ôi bự quá uh, mình sẽ lấy từ cái variable đây chính là cái âm thần này ha tức là đây là cái mà mình sẽ cần phải phụ thuộc vào à cái variable này như vậy mình sẽ tính toán là chút xíu cái chỗ này cái variable này nó mình sẽ đây là một object các bạn ha nó sẽ bạc từ cái location search. à, tức là cái ông thằng này nè và mỗi lần cái location này thay đổi á à, là cái thì cái use location này nó sẽ trả về cho một cái location mới và ở đây mình sẽ có một cái chuỗi location mới ok ha như vậy rõ ràng cái object variable này chỉ cần à, chỉ tính lại khi và chỉ khi cái location này thay thay đổi như vậy mình sẽ suy nghĩ tới ngay một cái hút đó là use mimo tức là gì à, Nó sẽ giúp mình làm một cái chuyện gì đó à, chỉ khi và chỉ khi à, những cái dependency nó thay đổi thôi và ở đây cái dependency của mình sẽ là cái location search tức là khi nào location search thay đổi thì tôi mới à, Tôi mới, à, tôi, mới à, tôi mới đi tính lại cái, cái object query params này ok không? Được chưa? À, mà cái query params này thì nó sẽ có nhiều thứ ha à, nó sẽ trả về query các bạn nhớ nha query nó bạc cái này thì nó chỉ là dạng chuỗi thôi cho nên tất cả các kiểu dữ liệu nó đều biểu diện dạng chuỗi hết ví dụ bạn có một cái uh, tham số là true đi thì thật ra nó sẽ trả về là cái chuỗi là chuỗi true chứ nó không phải là trả về cái, cái kiểu dữ liệu là boolean nha tại đây là query mà query string thì nó chỉ là cái cái chuỗi mà thôi rồi ok thì như vậy chẳng hạn như bạn đang có cái is bằng true đi thì lát hồi nó bạc sẽ là cái query object á nó nó bạc sẽ là cái query này nè thì nó sẽ thành một cái object mà trong đó nó sẽ có cái key tên là is promotion promotion bằng cái chuỗi là true à, tại nó là chuỗi hết mà nên phải xử lý khéo léo chỗ này chút xíu ha như vậy cái query params này uh, mình sẽ tạm mình sẽ lấy mình sẽ phải set những cái default value giống như thế này nữa nè như vậy thì ngay chỗ này mình sẽ không return liền ngay chỗ này mà mình sẽ đặt nó là một cái biến tạo gọi là params sau đó mình sẽ return về một cái object tương tự như là cái object của cái thằng filter ở bên dưới này. Đó. và ngay chỗ này thì thay vì mình dùng query parameter mình sẽ dùng là params thôi. tức là đầu tiên là mình bạc sẽ được một cái object tên là params sau đó mình sẽ lấy tất cả những giá trị của nó uh, trừ ba thằng đó là uh, page limit và sort thì mình sẽ phải check cơ thử là nó có hay không. nếu không có lấy default là số này. còn nếu không có uh, limit không có lấy lấy số này. sort không có hay lấy cái này ha thừa hơn nữa là mình sẽ phải bạc luôn cái mấy cái hàng is promotion nữa ha is promotion và is is free ship nữa như vậy is promotion mình sẽ lấy param chấm is promotion nếu như mà nó bằng cái chữ true thì nó là true còn nếu không thì nó là false tất cả đều là false hết ha và tương tự cho cái case là is free ship ha is free ship ease free ship ok ha rồi như vậy lúc này bạn sẽ có một cái object query params là luôn luôn à, gọi là cái object mà xây giữ cái tất cả các trạng thái filter của mình và lúc này mình sẽ không dùng cái thằng filter nữa không dùng filter nữa và mình không cần cái 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 khúc này luôn tại mình đâu xài filter nữa đâu ha mình không xài filter nên là chỗ này sẽ là cũng vô tác dụng rồi ngay chỗ mà mình gọi là đi fetch lại dữ liệu theo filter thì lúc này mình sẽ phải đổi lại nó sẽ thành là query params tức là nó sẽ lấy theo cái dữ liệu của query params không lấy theo filter nữa rồi những cái chỗ mà mình mỗi lần mà lúc trước mà mình cứ mỗi lần cập nhật lại filter á thì bây giờ mình sẽ không cập nhật filter mà mình chỉ cần update cái query params hay nói cách khác là mình chỉ cần push tới cái query param mới là được. Như vậy chỗ này mình sẽ tạo ra một cái uh, filter nó sẽ bằng cái cái object này ha. Uh, cái reverse filter chính là cái query params hiện tại x params hiện tại ha. Rồi sau đó là mình uh, comment lại cái set filter này luôn, được chưa? mỗi lần bay trên thì tôi lấy cái variable đang hiện tại này, tôi đổi cái bay thôi. Sau đó tôi sẽ push à, tới cái 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 cái, cái uh, push vào cái history của mình với cái location uh, path name là hiện tại và cái query string là cái uh, cái chuỗi filter uh, cái uh, chuỗi của cái object filter mới ha. Rồi tương tự cho những chỗ khác bên dưới cũng vậy luôn. Mình đổi là cái sọt thôi. Dưới này đổi theo cái sọt. Comment âm năm thần này lại. Rồi tương tự tiếp tục cho cái filter chain này uh, const rồi chỗ này sẽ là new filter đó rồi cái chỗ này thì chỉ đơn giản là cái new filter thôi ok ha như vậy các em thấy lúc này à chỗ này mình nó bị lỗi nữa nè tại filter mình bỏ rồi ngay chỗ này mình sẽ đổi thành thay thế là query params ha query params query params ok Ok ha, như vậy bạn sẽ có một cái object là query params này ha và object này sẽ được tính toán lại khi và chỉ khi cái location search nó nó thay đổi, ok. Và uh, lúc mà mình parse cái 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 string từ từ query từ cái URL string á, từ cái search á sang cái object param á thì mình phải cần phải set những cái giá trị mặc định và parse cái giá trị tương ứng nữa ha. Tại vì cái is motion này mình cần truyền xuống true fonts, nếu không là cái checkbox sẽ hiển thị nó sẽ chạy không đúng is free ship cũng vậy nó cũng là true phone hay mình phải bạc về true phone này à, so sánh để chuyển thành true phone này ha còn mấy cái này là để lấy giá trị mặc định lấy giá trị mặc định còn những cái khác thì nếu mà có thêm nữa bạn sẽ add thêm vào đây còn nếu không thì thôi ha ngay chỗ phép dữ liệu của mình lúc này thì mình sẽ uh, phụ thuộc vào query param chứ mình không phụ thuộc vào cái à filter nữa ha ok ha thì mình đoán là nó sẽ work thôi còn với những cái hàm này bạn thấy là mình sẽ không update cái thằng stay filter nữa mà chỉ đơn giản là mình chỉ cần update cái à, cái query string ở trên cái URL đó ha. Đó update cái cái cái, cái, cái query string đấy query param đấy. À, ok. Thì nó sẽ chạy được. Rồi, thử thôi. đi mình tắt cái uh, có khuyến mãi đi. À, mình tắt cái này luôn đi. Rồi nó bằng true fonts nè, có khuyến mãi nè, fonts nè, đó, nó nó chạy được nữa các bạn rồi giá thấp tới cao nè giá cao tới thấp nè bây giờ mình bắt nha bấm nút bắt nha các em thấy là nó sẽ tự động lót dữ liệu nè đó thấy chưa nó tự động bắt lại dữ liệu cho đúng luôn các bạn ha và uh, forward backward forward backward nè backward nè forward nè nó đều chạy được các bạn ha tức là URL thay đổi nó vẫn chạy được à, các bạn update filter này nó cũng chạy được kiểu nào nó cũng chạy được ngon lành <laughs> tức là nó sẽ dùng giống giống như ông thằng tiki rồi đúng không thế bây giờ bạn bấm nút bắt hay nút uh, tới lui gì nó cũng sẽ đổi được ha ok bây giờ mình là tới lui gì cũng chơi được luôn chơi tuốt ha kiểu nào chơi cũng chơi được hết nó tự động update lại ok ngon lành nhớ ha id của này của mình chỗ này là gì uh, tất cả các uh, những cái filter mà mình mà uh, mình thể hiện á mình sẽ update lên trên cái cái url này hết ok mỗi lần một trong những cái filter này thay đổi thì mình sẽ thay đổi cái cái chuỗi này thôi thay đổi uh, cái phần query string ok ha uh, đẩy lên trên cái string này ok xong sau đó mình sẽ làm một cái logic khác là mình sẽ bạc cái query string đó vô một cái object tên là query params nhớ sử dụng use memo nha để tức là nó sẽ chỉ cần tính lại cái query params này khi và chỉ khi cái location search có thay đổi mà thôi rồi như vậy mình sẽ có một cái object query params và với object này thì mình sẽ làm thêm một cái logic đó chính là cứ mỗi lần cái object query params này mà thay đổi thì tôi sẽ đi get lại dữ liệu đó thì trước đây mình phụ thuộc vào filter thì bây giờ mình sẽ phụ thuộc vào query params ngon lành okay ha rồi như vậy ở đây mà mình mới refactor lại sau đó mình sẽ xóa mấy cái code này các bạn ha thì các bạn sẽ thấy là các bạn có thể có một thắc mắc đó là Ủa nơi vậy lúc nào mình nên sử dụng theo kiểu query params này lúc nào mình nên sử dụng theo kiểu filter thì cái này thật ra là tùy vào nhu cầu của bạn tùy vào yêu cầu của bạn tại cái trang đấy không phải trang nào cũng nên hỗ trợ những cái đường dẫn uh, url như thế này uh, nhưng mà có có trang thì còn có trang thì không còn như vậy tùy vào cái nhu cầu, cái yêu cầu thực tế của dự án của bạn tại cái trang đó thì bạn có thể implement mình theo cách tương ứng ha. Cách nào cũng đúng cả, không có cái nào mà sai cả. Miễn là gì, nó đáp ứng được cái mong muốn, cái nhu cầu của bạn tại cái trang đó là ok. Nhưng mà ở đây mình muốn demo cho các bạn thấy là gì? Các bạn có thể làm theo kiểu filter cũng được, theo kiểu query the params cũng được, kiểu nào cũng được cả. Ok ha. Tùy nhu cầu mà mình xử theo tương ứng thôi. Ok ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.